sẽ chia sẻ với cả nhà cái món là trà dâu nha. Cái món này em thấy là đang hot rực rừng ở trên Sài Gòn nè, nên là hôm nay em chia sẻ với cả nhà mình cái công thức mà để làm trà dâu kinh doanh nha. Thì để làm cái trà dâu kinh doanh này, mình sẽ sử dụng là 1 ký dâu tươi ha. 1 ký dâu tươi thì mình sẽ cắt lát như thế này ha. 1 ký dâu tươi cắt lát như thế này sẽ sử dụng cho là 750g đường. Thì mình sẽ cắt dâu, dâu thì mình nhớ ngâm muối nha cả nhà, tại vì mình để mình cái này là ngâm tươi, cho nên khi mình rửa mình nhớ rửa qua nước muối pha nước muối loãng nha. Đó, thì sau khi mà em đã rửa sạch nè và cắt lát mỏng như thế này. Đó, thì để bây giờ thì em sẽ pha cái dâu này nha. Cái này là em đã làm sẵn nè. Đó, em đã làm sẵn mấy hũ rồi. Thì khi mà dâu tươi mình sẽ cắt ra. Mình cắt ra xong rồi mình sẽ trộn đường vô ha. Mình trộn đường vô, mình trộn cho nó đều hết nha. Cho nó đều xong hết rồi mình mới là mình đi cất. Mình để khoảng là 3 đến 6 tiếng đồng hồ cho đường mà nó tan ra, nó tan ra nó thành cái nước như thế này nè, nó tự ra nước luôn nha cả nhà. Thì cái trà dâu này á, là chủ yếu là cái sự thanh mát và sự tự nhiên, cho nên là mình sẽ không có nấu nướng gì ở đây hết, mình chỉ ngâm như thế này và nó để nó tự ra nước thôi. Cho nên là ví dụ như mình bán á, mình làm tối đa là 2 ngày thôi, tại vì khi mình bán á, mình sẽ múc, mình múc ra thì nó dễ bị lên men á, cho nên mình cẩn thận cái vấn đề này nha. Hoặc là mình chia hũ ra như thế này để mình làm, mình bảo quản được chắc cũng được 3-4 ngày, 5 ngày được luôn, nhưng mà mình phải để riêng. Còn như người ta bán số lượng nhiều á thì người ta múc, người ta để nguyên hũ bự như thế này và người ta múc ra luôn. Đó, khi mình trộn như thế này ha, mình trộn như thế này, mình để cho nó tan đường bớt đi rồi mình đậy lên nắp lại. Mình đậy nắp lại xong rồi mình để đó ha. Nó là cái dâu của mình xong rồi ha. Đó, thì để pha 1 ly trà dâu này thì mình sẽ sử dụng là lục trà nha. Lục trà thì mình sẽ pha lục trà lạnh nha cả nhà. Cái lục trà này dễ pha rồi ha. Rồi nước đường. Nước đường thì em cũng đã có thể chia sẻ công thức nước đường để mà mình kinh doanh rồi, hoặc là mình có thể dùng công thức tỷ lệ 1:1, nghĩa là 1 ký đường 1 ký nước. Là mình nấu, trong khi nấu thì mình không có được quậy gì hết ha, không, mình nấu không có được quậy, mình để cho nó tự tan luôn. Thì mình đó là cái công thức nước đường ha. Thì ở đây lục trà thì em sử dụng là 200ml. Mình chia đôi công thức ra nha. Em sử dụng ly lớn á, đường là 60ml. Đường là 60ml, lục trà là 200ml. Mình có thể dùng lục trà cũng được, và mình dùng trà ủ long gì cũng được, nhưng mà theo em thì lục trà ngon hơn nha. Đó. Rồi cái nước của cái nước dâu này mình sẽ sử dụng là 80 nha. 80 cái nước dâu này. Đây là cái nước dâu mà em đã ngâm sẵn rồi. Mình sẽ sử dụng 80ml. Rồi nó như thế này thôi. Thì bản thân cái lục trà, cái trà dâu này là mình không dùng chanh hay là tắc nha cả nhà. Tại khi mình dùng chanh hay tắc á, thì nó sẽ làm không còn cái mùi vị tự nhiên của cái dâu nữa, cho nên mình sẽ không sử dụng nha. Mình sẽ quậy đều lên. Bỏ đá vô. Sau khi mình bỏ đá vô rồi thì mình sẽ bỏ cái dầu lên nha. Cho cái dầu lên trên. Thì đây là cái ly trà dâu nha cả nhà. Em thấy là hiện tại cái trà này đang rất là hot luôn, nên cả nhà mình tham khảo công thức của em và mình làm để mình bổ sung thêm menu mới cho quán nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi em, và nhớ đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog và nhớ ủng hộ em nha.
Mình có thể vào nhóm chia sẻ công thức chè và các loại món ăn miễn phí. Mình vào đó mình giao lưu với mọi người, mình chia sẻ, mình học hỏi thêm nhiều món ăn trong đó nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà.